Em tỉnh rồi à? Anh đây. Em vừa mơ một giấc mơ dài. Em mơ em gặp ông, gặp bố, gặp mẹ, rồi bà với cô gọi em, rồi anh giữ tay em lại. Anh khóc đấy à? Vui chứ? Chồng anh buồn cười đấy. Tại anh vui quá mà. Thôi, đừng nói nữa. Giỏi lắm em trai. Nghỉ ngơi đi. Con mua rồi đây, mình vào đi. Ôi giời, gớm. Chị đi có mua có thẻ hương mà đến nửa tiếng đồng hồ ấy, chờ sốt cả ruột. Còn đi có mấy phút mà mẹ. Đi. À, chờ mẹ chút. Có điện thoại. À, thằng Trung nó gọi này. Ôi. Mẹ nghe đi. À, alo. Bà đây. Thế thằng Hiếu nó thế nào rồi? Bà. Hiếu nó bình thường ạ. Em nó vừa hoàn thành huấn luyện trở về. Cháu mới gặp em xong ạ. Có thật không? Thế từ bao giờ bà lại nghi ngờ lời của cháu thế? Bà tin vào linh tính của bà hơn. Bà đoán nhất định phải có chuyện gì thì cháu mới từ trên rừng xuống biển thăm em, đúng không? Khổ quá cơ. Nếu mà nó có chuyện gì thì giờ này cháu bình chân như vậy thế này được à? Cháu lúc nào cũng giấu bà thôi. Giống cô mày như hệt ý. Có chuyện gì cũng giấu bà. Bà ơi, cháu nói thật, Hiếu không sao đâu ạ. Thế thì bật camera nó cho bà nhìn nó xem nào. Bà, cháu đang ở đơn vị của em nó. Mà về nguyên tắc, đang trong giai đoạn huấn luyện là không được sử dụng điện thoại. Nhưng mà chưa nhìn thấy nó thì bà chưa yên tâm được. Thế được rồi. Thế để cháu thu xếp, hoàn thành khóa huấn luyện này, cháu sẽ đón bà với cô về đơn vị thăm em nó. À, được đấy, cô đồng ý. Thế thì được. Hứa với bà rồi đấy nhá. Nhưng mà thôi, bà thấy cháu vui vẻ thế này thì bà cũng đỡ lo đôi chút rồi. Vâng. Bà ơi, càng sống càng làm việc, anh em cháu càng trân trọng sự bình an. Nên bà cứ yên tâm nhé. Bà với cô cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cháu sẽ về đón bà với cô lên thăm em. Chào chào bà. Ừ, chào cháu. À, thế là bây giờ linh tính của mẹ không chính xác rồi. Đấy, con đã nói mẹ đừng lo. Tôi không ngủ ốm ra lại khổ con đấy. Vâng. Tôi biết rồi, chị thì cái gì cũng đúng.